Thưa quý vị, trận mưa dông lớn vào tối ngày hôm qua tại Hà Nội đã khiến hàng loạt cây xanh trên nhiều tuyến phố bị gãy đổ, đè lên nhiều phương tiện đang dừng đỗ dưới lòng đường về hè. Khoảng 20 giờ ngày 20 tháng 4, Hà Nội có mưa dông, sấm sét, gió giật mạnh. Một số quận huyện còn xuất hiện mưa đá trong từ 10 đến 20 phút, hạt đá bằng đầu ngón tay. Lượng mưa lớn nhưng diễn ra trong thời gian ngắn nên không gây ngập úng. Tuy nhiên, mưa kèm gió to đã khiến cho một số khu vực như phố Quán Sứ, Nhà Trung, Tràng Thi, khu vực Hà Đông xuất hiện tình trạng cây bật gốc gãy cành đổ ra đường. Công ty công viên cây xanh Hà Nội đã huy động công nhân đi xử lý cây đổ, đồng thời kiểm đếm số cây thiệt hại. Khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận tối qua có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 90 mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội cũng như một số tỉnh miền Bắc đang chịu tác động của rãnh áp thấp nên có mưa rào và dông. Mưa to kèm theo dông lốc từ đêm ngày 19 tháng 4 đã gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa và cây trồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Cao Bằng. Ngay sau thiên tai, lực lượng chức năng các địa phương đã khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời giúp người dân khắc phục hậu quả. Mưa to kèm dông lốc đã gây nhiều thiệt hại, chủ yếu ở huyện Lục Yên và huyện Văn Chấn của tỉnh Yên Bái. Trong đó có hai người bị thương nhẹ đều của huyện Lục Yên. 150 nhà ở và 2 nhà xưởng bị đổ sập và tốc mái. Trong đó huyện Lục Yên có 147 nhà với 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Huyện Văn Chấn có 3 nhà tốc mái. Mưa dông lốc cũng làm thiệt hại hơn 224 hecta ngô và cây lâm nghiệp. Thiệt hại ước tính khoảng 2,5 tỷ đồng. Ngay sau thiên tai, lực lượng chức năng các địa phương đã khẩn trương thống kê và khắc phục thiệt hại, thăm hỏi, động viên gia đình người bị thương. Riêng đối với các nhà bị đổ sập hoàn toàn, địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ để giúp các hộ dân dọn dẹp vệ sinh, dựng lán tạm, ổn định cuộc sống. Mưa dông bất thường vào đêm 19 rạng sáng ngày 20 tháng 4 trên địa bàn các huyện Nguyên Bình, Hòa An, Trùng Khánh, Quảng Hòa và Hạ Lang của tỉnh Cao Bằng đã khiến hơn 900 nhà ở bị tốc mái. Thiệt hại nặng nhất xảy ra tại huyện Hạ Lang với 421 nhà bị tốc mái. Nhiều công trình công cộng ở các địa phương này cũng bị thiệt hại. Dông lốc cũng khiến trên 131 hecta cây ngô, 150 cây chuối và một số cây lâm nghiệp lâu năm bị gãy đổ. Ngay sau khi nắm được thiệt hại, Ban Chỉ huy về phòng chống thiên tai của tỉnh Cao Bằng đã kiểm tra cùng chính quyền các địa phương tổ chức hỗ trợ người dân khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ. Thưa quý vị, sáng nay 21 tháng 4 tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng, dự án cuối cùng nối cao tốc Bắc Nam phía Đông. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn. Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng được đầu tư theo phương thức đối tác công tư với tổng mức đầu tư trên 11.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước tham gia dự án gần 5,5 nghìn tỷ đồng, vốn nhà đầu tư thu xếp trên 5,5 nghìn tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026, thời gian thu phí và vận hành khai thác là 25 năm 8 tháng. Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng được thực hiện trên địa bàn các huyện Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn với tổng chiều dài 60 km. Trên tuyến bao gồm đoạn Hữu Nghị Chi Lăng dài 43 km, được thiết kế với quy mô 4 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 17 m, đoạn kết nối cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam dài 17 km với quy mô 2 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 14,5 m. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng theo hình thức BOT có vai trò quan trọng là mắt xích chiến lược hoàn thành kết nối hai tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng và Lạng Sơn - Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, là cửa ngõ quan trọng kết nối các nước ASEAN với Trung Quốc. Đây là dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất được đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, là giai đoạn tiếp theo của dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn nhằm hoàn thiện hệ thống cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn. Đây cũng là dự án có ý nghĩa rất quan trọng, là ước vọng nhiều đời nay của đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo dư địa, động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh và khu vực Đông Bắc Bộ. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương tỉnh Lạng Sơn, các bộ, ngành, tập đoàn Đèo Cả, các đơn vị liên quan đã vượt qua rất nhiều khó khăn, luôn đổi mới sáng tạo, vượt nắng thắng mưa, thực hiện khối lượng công việc rất lớn trong quá trình chuẩn bị dự án. Cảm ơn nhân dân đã nhường đất cho dự án. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lạng Sơn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng, động viên nhân dân nhường đất cho dự án, bảo đảm đời sống của nhân dân đến nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, chủ động, tích cực. Các bộ ngành cũng phải phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu, Chính phủ cùng với địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu nỗ lực với tinh thần khó khăn ở đâu giải quyết ở đó, tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc.
Đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư BOT và các nhà thầu thi công, Thủ tướng yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, rà soát, bám sát, có kế hoạch, phương án, giải pháp cụ thể, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình theo từng tuần, từng tháng. Nhà đầu tư BOT phải thực hiện đúng hợp đồng và các nội dung đã cam kết. Các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn phải bảo đảm thi công đúng tiến độ, chất lượng, không kéo dài, phải chống lãng phí, tham nhũng tiêu cực, đã cam kết là phải làm, đã làm phải có hiệu quả. Cùng với đó, các nhà thầu thi công và tư vấn giám sát lưu ý phải chủ động, tích cực triển khai dự án, bảo đảm đạt tiêu chí mẫu mực về quản lý tiến độ, chất lượng, mỹ quan, thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở vùng dự án đi qua, thiết kế mang bản sắc văn hóa truyền thống, tạo cảnh quan kiến trúc đẹp. Thủ tướng tin tưởng với truyền thống cách mạng hào hùng của tỉnh Lạng Sơn, nỗ lực vào cuộc của các bộ ngành, đơn vị quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2026. Nhân sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao quà tặng của Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ cho 30 hộ dân trong vùng dự án trên địa bàn, mỗi hộ một nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng. Thủ tướng cũng đã tặng quà động viên các đơn vị thi công trên công trường. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cho biết Bộ Công Thương đang tích cực rà soát đề xuất cấp có thẩm quyền, hoàn thiện khung chính sách về lĩnh vực năng lượng tái tạo. Với nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo sạch khá dồi dào như gió, mặt trời và các nguồn năng lượng mới, tại Việt Nam năng lượng tái tạo đã được quan tâm phát triển trong khoảng 10 năm trở lại đây. Tiềm năng và nhu cầu là rất lớn. Tuy nhiên, việc phát triển năng lượng tái tạo đang đối mặt với một số điểm nghẽn, như các cơ chế hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo chưa đưa ra được định hướng lâu dài, nhiều chính sách còn bất cập, những khó khăn vướng mắc về kỹ thuật, các dự án điện gió, điện mặt trời có công suất biến đổi phụ thuộc vào các điều kiện tự nhiên, ảnh hưởng một phần đến quá trình vận hành hệ thống điện. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Đà Nẵng vừa qua đã được Skytrax, tổ chức quốc tế chuyên đánh giá và xếp hạng trong lĩnh vực hàng không, vinh danh trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Với đánh giá từ du khách nhiều nước và việc ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, hai cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Đà Nẵng đã lọt top 100 sân bay tốt nhất trên thế giới. Trong đó, cảng hàng không quốc tế Nội Bài ở vị trí 96, tăng 31 bậc so với năm 2023, và cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng ở vị trí 94. Đáng chú ý, đây là lần thứ 6 cảng hàng không quốc tế Nội Bài có mặt trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới. Bảng xếp hạng của Skytrax được đưa ra dựa trên ý kiến của hàng triệu hành khách tới từ hơn 100 quốc gia đối với hàng loạt các tiêu chí cụ thể về chất lượng dịch vụ tại các nhà ga hành khách quốc tế, độ thuận tiện, thoải mái, khả năng ngôn ngữ, thái độ phục vụ của nhân viên. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố giao 15.220 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, chương trình trung học phổ thông kết hợp học nghề cho 46 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm các trường trung cấp nghề và cao đẳng trên địa bàn thủ đô. Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình trung học cơ sở thuộc 30 quận, huyện trên địa bàn. Chương trình đào tạo kết hợp giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp với học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Học sinh sau khi học xong sẽ đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thời tiết tại khu vực miền Trung Tây Nguyên đang bước vào mùa nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện đang tăng cao. Trước tình hình đó, Tổng Công ty Điện lực miền Trung cùng các đơn vị trực thuộc đã xây dựng nhiều giải pháp quyết liệt, thực hiện mục tiêu bảo đảm cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng năm 2024. Để ứng phó với mùa khô năm nay, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã triển khai công tác sửa chữa, bảo trì, xử lý dứt điểm các tồn tại, đẩy nhanh đầu tư xây dựng lưới điện. Nhiều tháng qua, Điện lực Đà Nẵng đã thực hiện nhiều hạng mục cải tạo, đầu tư nâng cấp, triển khai các công trình hiện đại hóa, tự động hóa lưới điện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trung hạ thế, đặc biệt là các công trình cần thiết phải đưa vào vận hành trước hè năm 2024. Chúng tôi cũng đã triển khai các cái bước, tất cả mỗi nhân viên thường xuyên đi kiểm tra ngày, kiểm tra đêm, kiểm tra những cái điểm tiếp xúc, rồi kỹ thuật ở trên lưới điện nhằm là hạn chế thấp nhất cái sự cố xảy ra do hiện tượng quá tải. Theo thông tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Trung, năm 2024 dự kiến công suất cực đại sẽ đạt 4.194 MW, tăng 10,4% so với năm 2023. Trong những ngày nắng nóng cao nhất mùa khô năm 2024, dự kiến sản lượng đạt 87,6 triệu kWh trên ngày, tăng 8,4% so với ngày cao nhất năm trước. Ngay từ đầu năm như tôi đã báo cáo,
thì cũng đẩy mạnh cái việc là đầu tiên đó là việc sửa chữa, rà soát cái việc sửa chữa bảo dưỡng các cái thiết bị. Thì chúng tôi đã hoàn thành cái việc này là từ trong 31 tháng 3 năm 2024. Ngoài ra chúng tôi cũng đẩy mạnh việc ứng dụng các cái công nghệ trong cái việc nâng cao cái tính ổn định cũng như là độ tin cậy của hệ thống điện. Để bảo đảm vận hành lưới điện và đảm bảo tăng trưởng phụ tải hàng năm, đặc biệt phụ tải tăng cao vào cao điểm mùa khô, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đã tập trung đầu tư xây dựng các dự án công trình nguồn và lưới điện trên địa bàn các tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên. Trong thời gian cao điểm nắng nóng, trên cơ sở các phụ tải quan trọng, ưu tiên các công ty điện lực xem xét bố trí máy phát điện diesel dự phòng, bố trí người trực tại các trạm biến áp 110 kV cấp điện cho các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa lớn diễn ra trong khu vực. Ngành du lịch Đà Nẵng đã và đang đưa vào khai thác nhiều sản phẩm du lịch mới nhằm phục hồi du lịch trên địa bàn và cũng đã có những bước chuẩn bị chắc chắn để đón mùa cao điểm du lịch trong năm, hứa hẹn nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho người dân và du khách. Trong quý 1 năm nay, Đà Nẵng đã đạt được nhiều con số ấn tượng. Tổng lượt khách du lịch đến với thành phố, kể cả khách nội địa và quốc tế, ước đạt gần 1,9 triệu lượt, tăng gần 25% so với cùng kỳ. Cùng với đó, doanh thu về lữ hành, lưu trú và các dịch vụ ăn uống cũng tăng khoảng 25% so với quý 1 năm trước. Trong năm 2024, ngành du lịch thành phố đặt mục tiêu đón 8,42 triệu lượt khách. Với chủ đề là Enjoy Đà Nẵng 2024, năm nay được chúng tôi thực hiện với một cách đồng bộ và đa dạng các sản phẩm. Và điểm mới là chúng tôi chia ra các cái gói tận hưởng như là tận hưởng sự kiện lễ hội, tận hưởng ẩm thực, tận hưởng du lịch cưới, tận hưởng du lịch ban đêm và tận hưởng du lịch MICE. Đây là những cái hướng đi mà chúng tôi cũng đang hướng tới trong thời gian sắp tới. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến du lịch cả trong và ngoài nước, du lịch Đà Nẵng hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch và tổ chức sự kiện tầm quốc tế. Trong tháng 6 và tháng 7 tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF, hứa hẹn sẽ thu hút một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan thưởng lãm. Để có thể làm mới thành phố Đà Nẵng trong cái việc thu hút khách, thì trong thời gian tới thì thành phố cũng đã có những cái chỉ đạo để mà tập trung cho cái việc trước hết đó là việc tìm để đầu tư những sản phẩm mới. Bên cạnh đó thì cái việc trong cái điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay thì cái việc để đầu tư mới một sản phẩm nó cũng là một cái đòi hỏi rất lớn về cái nguồn lực, cái năng lực tìm và nhà đầu tư cũng như nguồn lực để mà đầu tư sản phẩm mới. Thì thành phố Đà Nẵng sẽ đi vào trong cái hướng là sẽ làm mới lại các sản phẩm của mình để tạo cho khách có một cái trải nghiệm mới. Hiện nhiều địa điểm tham quan du lịch tại Đà Nẵng như các bãi biển, Bà Nà Hill, Chùa Linh Ứng đã sôi động trở lại với lượng khách du lịch khá đông. Một số địa điểm du lịch khác cùng với các khu dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí cũng đã sẵn sàng để đón mùa du lịch cao điểm. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài trong 5 ngày, dự đoán lượng du khách đến Hà Giang sẽ gia tăng đột biến. Để bảo đảm an toàn giao thông, Cảnh sát Giao thông Hà Giang đã lên kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung vào các nhóm lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Cảnh sát Giao thông Hà Giang đã cử lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm như đèo Mã Pí Lèng, cổng trời Quản Bạ, cột cờ quốc gia Lũng Cú, phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Trong cái dịp 34 này thì đội chúng tôi đã tổ chức phân công lực lượng triển khai chốt chặn 24/24 giờ đảm bảo an toàn cho tất cả các phương tiện lưu thông trên tuyến, đồng thời là tuyên truyền nhắc nhở tất cả những người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ. Em là người lái xe thì em luôn tôn trọng luật pháp. Trước tiên là đảm bảo an toàn cho chính mình và cho chính người tham gia giao thông. Tuân thủ không phóng nhanh vượt ẩu, không uống rượu bia trong lúc lái xe, đi đúng phần đường, làn đường của mình. Trước số vụ tai nạn do người nước ngoài điều khiển phương tiện giao thông ngày một gia tăng, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Giang cũng kiên quyết xử lý nghiêm người nước ngoài lái xe không có giấy phép lái xe quốc tế, lên phương án điều tiết, chốt chặn ở những điểm đen, đường cua, đèo dốc. Việc bảo đảm an toàn khi lái xe sẽ giúp tạo nên những ấn tượng tốt đẹp cho du khách khi đến Hà Giang. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt ứng dụng cung cấp thông tin vận tải hành khách công cộng trên nền tảng Zalo.
người dân có thể đặt vé buýt sông, tra cứu tuyến xe buýt, xem lịch trình xe buýt, chọn tuyến xe buýt phù hợp, nhanh chóng mà không cần tải thêm các ứng dụng khác. Ngoài ra, người dân còn theo dõi được thời gian dự kiến xe buýt đến trạm để sắp xếp thời gian di chuyển, tránh bị lỡ chuyến hoặc chờ đợi quá lâu. Đặc biệt, ứng dụng còn tích hợp nhiều tiện ích khác như người dùng có thể gửi phản hồi, đánh giá chất lượng dịch vụ xe buýt. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo một du khách người Anh bị lạc trong rừng quốc gia Hoàng Liên, đoạn giáp danh giữa địa phận hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Sau gần 10 giờ nỗ lực tìm kiếm, thì lực lượng chức năng tỉnh đã cứu hộ thành công nam du khách này. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo một du khách người Anh bị lạc trong rừng quốc gia Hoàng Liên, đoạn giáp danh giữa địa phận hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã cử 52 cán bộ chiến sĩ công an và cán bộ y tế phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến 8 giờ ngày 20 tháng 4 đã tìm thấy du khách bị lạc tại bìa rừng khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Kiểm tra nhanh tại chỗ, người này chỉ bị mệt mỏi, trên người có nhiều vết xây sát, điện thoại hết pin. Lực lượng cứu nạn đã cung cấp đồ ăn thức uống cho du khách. Được biết, du khách bị lạc 18 tuổi, đi du lịch một mình vào rừng quốc gia Hoàng Liên, khám phá từ 8 giờ ngày 19 tháng 4. Anh bắt đầu bị lạc và mất phương hướng trong rừng vào 23 giờ 30 phút cùng ngày. Sau khi được tìm thấy, du khách này đã viết thư cảm ơn các chiến sĩ công an Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, giá tinh dầu quế liên tiếp giảm mạnh. Nguyên nhân là do các thị trường nhập khẩu truyền thống sản phẩm này ngừng thu mua hoặc thu mua với giá thấp. Cùng với đó là các thủ tục để xuất khẩu sản phẩm này cũng gặp nhiều khó khăn. Tại tỉnh Lào Cai, nhiều nhà máy cơ sở chiết xuất tinh dầu quế đã phải giảm công suất, thậm chí là dừng hoạt động. Đây là thời điểm giá tinh dầu quế thấp nhất trong nhiều năm qua. Hiện một tấn tinh dầu chỉ còn khoảng 300 triệu đồng, giảm một nửa so với thời điểm trước. Giá bán thấp, sản phẩm khó tiêu thụ nên doanh nghiệp này đang tồn kho cả chục tấn tinh dầu. So với mọi năm thì sản lượng đầu vào bây giờ là giảm xuống rất thấp và hiện tại là chúng tôi chỉ mua nhỏ giọt được người dân thôi. Với thị trường như này và với đầu ra tắc và giá đầu ra giảm như này thì chúng tôi năm nay có thể lỗ tầm 2-3 tỷ đồng. Sản phẩm không tiêu thụ được, nguồn vốn dần cạn. Một số doanh nghiệp đã đóng cửa, tạm dừng dây chuyền sản xuất. Một số còn tồn đọng nguyên liệu thì buộc phải tiếp tục duy trì sản xuất, bởi để lâu lượng tinh dầu giảm, không xuất bán được sản phẩm, doanh nghiệp còn phải gánh thêm các chi phí khác như lãi ngân hàng, lương công nhân và chi phí vận hành. Từ đầu năm đến giờ thì mới xuất được có 20 tấn dầu thôi. Về phần ngân hàng thì cũng rất là khó khăn, thế còn về công nhân thì cũng vẫn có công ăn việc làm ổn định nhưng mà cũng rất là khó khăn cho doanh nghiệp. Hầu hết tinh dầu quế ở Lào Cai sản xuất ở dạng thô và xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc. Không chỉ doanh nghiệp mà người trồng quế cũng trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi giá cành, lá quế giảm tới 40% so với trước đây. Lá quế thì giờ là còn ở 1.400 rồi, đấy là 1.400 một cân. Thế nên cũng nếu mà mình thuê người làm thì mình không bỏ công đấy. Thì coi là nó gần hết, thế gần hết cái công của mình đã giật xuống xong là lại còn thuê người bó xong là vận chuyển ra nữa thì coi là cái ngày công nó không đảm bảo đạt được, thế nên mình chán không muốn làm nữa. Cây quế là cây trồng lâu năm, do đó với mục tiêu lấy ngắn nuôi dài, nhiều năm nay người dân tỉnh Lào Cai đã tận dụng nguồn thu từ việc bán cành và lá quế để có thu nhập và chăm sóc cây quế. Tuy nhiên, với việc khó tiêu thụ sản phẩm tinh dầu như hiện nay, người dân và doanh nghiệp đang rất lo lắng. Từ một cây trồng lương thực cứu đói cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên tỉnh Quảng Trị, nay cây sắn trở thành cây có giá trị kinh tế cao, không chỉ giúp người dân thoát nghèo mà từ trồng sắn, nhiều hộ đã vươn lên khá giàu. Đặc biệt từ khi liên kết sản xuất và được bao tiêu sản phẩm, nhiều hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng biên đã ổn định đời sống, làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Năm 2010, nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa thành lập câu lạc bộ những hộ trồng sắn đạt 100 triệu đồng mỗi vụ để động viên, khích lệ bà con trồng sắn phát triển kinh tế. Sau 13 năm hoạt động, mô hình đã có hơn 70 hội viên, là động lực cho nhiều hộ dân người đồng bào vùng cao học hỏi, thay đổi phương thức sản xuất. Đến nay, tại hai huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị có khoảng gần 30.000 hộ đồng bào Vân Kiều, Pa Co tham gia trồng sắn.
với tổng diện tích ước đạt khoảng gần 10.000 hecta. Nhà máy cũng là khen thương mình cho đi Thái Lan này tham quan, đi hỏi bên Thái Lan là trồng cắt trong sân thế này thế nó, thêm nhà máy là hướng dẫn cho miền cắt trong này, cắt thế này thế nó này. Bắt đầu là một thời gian là vì đặt cũng hơi không tốt mấy thì nhà máy cũng đầu tư cho phân này. Một thời gian là thiếu dùng, cũng ăn là mùa hạn á thì cũng là đầu tư cho dùng này. Thành viên mà tham gia vào câu lạc bộ là 100 triệu này thì phấn đấu là tức là cái để mà tăng thêm thu nhập. Cái thứ hai là như câu lạc bộ này mà các hộ gia đình là tư là trung bình hiện nay là trở thành là gia đình khá, giúp cho người dân là trên địa bàn xã là phát triển kinh tế xã hội để ổn định cuộc sống. Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa thuộc công ty thương mại Quảng Trị, ngoài hỗ trợ kiến thức trồng và chăm sóc cây, đã tổ chức thu mua, chế biến sắn với sản lượng cao nhất, đồng thời đảm bảo giúp bà con hoàn thành tốt việc thu hoạch, chuẩn bị các điều kiện để bước vào vụ sản xuất mới. Hàng năm thì duy trì cái câu lạc bộ 100 triệu này dao động từ 70 đến 80 thành viên. Đó là những thành viên rất tích cực và tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng để cùng với nhà máy hỗ trợ cho bà con trong việc trồng, chăm sóc và thâm canh cây sắn. Câu chuyện lần đầu tiên hàng ngàn hộ gia đình người dân tộc thiểu số ở vùng biên Quảng Trị đổi đời nhờ trồng sắn thực sự đã tạo ra một cuộc cách mạng trong nhận thức để bà con mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.